chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Tôn giả Anan, đệ tử thân cận nhất của Đức Phật, có khuôn mặt giống hệt sư Minh Tuệ đến kỳ lạ, lạnh gáy điểm trùng cứu đạo Phật và câu chuyện âm mưu ma tăng. Thưa quý vị, Ananda là một thị giả gần gũi Đức Phật nhất, là người được nghe giảng nhiều nhất, là người kề cận bên Phật hàng ngày. Nhưng có một điều đáng chú ý là Ngài Anan lại chứng thánh quả muộn màng hơn tất cả. Vậy Ngài Anan là ai? Tại sao lại chứng quả muộn đến như vậy? Theo các tài liệu ghi chép, Ngài Anan là em họ của Đức Phật. Ông gia nhập giáo hội sau 2 năm thành lập. Lúc đó ông 18 tuổi. Ông nhanh chóng trở thành thị giả thân cận của Đức Phật và được tôn xưng là một trong 10 đệ tử hàng đầu của Đức Phật. Ngài Anan nổi tiếng với trí nhớ phi thường, đã ghi nhớ hết những lời Phật dạy trong suốt hàng chục năm truyền đạo. Ông cũng chính là người đã nhìn ra âm mưu hại Phật của Đề Bà Đạt Đa, người đại diện cho Ma Tăng đời đầu. Ông cũng là người bền vững cho việc nữ giới được gia nhập tăng đoàn. Và ông có công rất lớn khi cùng các thánh tăng cất tập kinh điển, ghi chép lại và lưu truyền đến ngày nay. Tuy nhiên, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian thì Ngài Anan mới đắc chứng quả. Vì sao với những điều kiện thuận lợi hơn hẳn các tôn giả khác mà Anan lại chứng đắc muộn như vậy? Không ít người đọc kinh sách đã rất thắc mắc điều này. Nếu tìm hiểu kỹ về Ngài Anan thì sẽ thấy rằng có hai lý do. Thứ nhất là vì Ngài chú trọng pháp học đa văn hơn là phát hành. Hiểu đơn giản thì Ngài Anan có trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ không sót giải pháp nào. Tuy nhiên, Ngài ít vận dụng những bài pháp đó vào việc tu học của mình. Cũng như ngày nay, nền giáo dục của chúng ta vẫn theo lối lý thuyết nhiều hơn thực hành. Do vậy, khi làm việc thực tế, chúng ta vô cùng khó khăn. Thứ hai là vì Ngài quá tận tụy chăm sóc phục vụ cho Đức Phật mà quên cả bản thân mình. Đức Phật cũng đã từng xác nhận rằng, từ quá khứ đến hiện tại, nếu như có một thị xã nào giỏi cũng chỉ bằng Anan, chứ không thể hơn. Chính vì điều đó mà Anan có ít thời gian để phát hành, chú trọng đến việc tu tập để đạt chứng quả. Đối với mọi người thì Ngài hết sức khiêm cung, lịch sự, hòa nhã, thân ái. Ngài chứng quả A-la-hán sau khi Phật nhập diệt. Khi tuổi thọ xấp xỉ 80, Ngài được tôn giả Đại Ca Diếp truyền tâm pháp và ủy thác trọng trách lãnh đạo giáo hội và đúc kết Đại Tàng Kinh. Đến năm 120 tuổi, Ngài truyền tâm pháp và giao phó trách nhiệm lãnh đạo giáo hội cho đệ tử là tôn giả Thương Na Hòa Tu, rồi nhập Niết Bàn. Tới nay, sau hiện tượng sư Minh Tuệ nổ ra, rất nhiều người đã nhìn ra điểm giống nhau đến rợn người giữa thầy Minh Tuệ và tôn giả Anan, từ khuôn mặt, tính cách cho đến câu chuyện nhìn thấu âm mưu của các ma tăng để cứu đạo Phật. Trước đó, lịch sử ghi chép lại rằng tôn giả Ananda sống đến 120 tuổi vào thế kỷ thứ 5. Một số nhà sư là người hành hương từ Trung Quốc đến Ấn Độ đã báo cáo về việc tìm thấy một bảo tháp giữ thi hài của Ananda. Vị thánh giả được ni giới hết mực tôn kính, phụng thờ. Cuộc sống của tôn giả vẫn là một tấm gương mẫu mực của con đường cống hiến và phục vụ. Tới nay, Phật tử vẫn tôn kính Anan khi sự ủng hộ của tôn giả Anan đã mang lại niềm hạnh phúc cho nữ giới ngày nay. Để giáo hội Tỳ Kheo Ni ra đời và đạt được những thành quả tự như ngày nay, ân đức của tôn giả Anan quả thật không thể nghĩ bàn. Đức Phật cũng đã tạo nên một cuộc cách mạng trong tư tưởng của đại chúng bằng cách công khai tuyên bố rằng người nữ có thể đạt đến mức tiến bộ tuyệt đỉnh, thành tựu trí tuệ thâm sâu dẫn tới Niết Bàn. Đức Phật đã khẳng định người nữ cũng có thể có thành tựu đạo quả như người nam. Nếu thực tập đầy đủ chính pháp thì nữ giới cũng thành tựu được các tầng thánh quả như người nam không kém. Đó quả thực là những khẳng định mang lại niềm hạnh phúc to lớn cho nữ giới, bởi dù là ai cũng cần nương tựa giáo pháp của Đức Thế Tôn để vơi bớt đau khổ, đạt đến Niết Bàn an vui. Người xuất gia phải từ bỏ tất cả những thú vui, ngũ dục của trần thế để bước theo con đường thánh đạo, con đường đầy gian truân, vất vả nhưng cũng rất huy hoàng. Kiếp người rất mong manh, ngắn ngủi và nhiều đau khổ. Như vậy, dù là nam hay nữ, khi đã đi trên con đường cầu đạo giải thoát với lý tưởng xuất gia chân thật thì đều có cơ hội đạt được thánh quả giải thoát, lợi ích cho mình, cho người và lợi ích cho vô số chúng sinh. Đức Phật đã làm cuộc cách mạng vĩ đại, không phân biệt tầng lớp, giai cấp hay kỳ thị nữ giới, mà ai cũng có cơ hội xuất gia tu hành, mong đạt được quả vị giải thoát, đạt được Niết Bàn an vui. Mong rằng những ai đang đi trên con đường tu hành, đặc biệt là nữ giới, sẽ luôn khắc ghi công ơn vĩ đại của Đức Phật cũng như tôn giả Anan và bà Kiều Đàm Di. Kiên tâm tinh tấn tu tập, giữ vững chí nguyện cao cả để cùng tiến bước trên con đường giải thoát, đạt đến hạnh phúc tối thượng.